Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và trên thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Dự báo thời tiết mới nhất ngày hôm nay ở Trung Quốc được Tân Hoa xã đăng tải cho biết, đợt mưa lớn mới sẽ xảy ra ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc từ thứ hai tuần tới đến hết tuần. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam cảnh báo, các thành phố Tín Dương, Chú Mã Điếm, Chu Khẩu, Thương Khâu, Khai Phong, Bộc Dương, Tân Hương, Hạc Bích và An Dương dự báo sẽ có mưa rất lớn, tăng thêm sức ép cho việc kiểm soát lũ lụt tại địa phương. Đợt mưa lớn gây ngập lụt trước đó tại Hà Nam đã khiến 93 người chết và hàng triệu người trong tỉnh bị ảnh hưởng. Từ đầu tuần trước, tổng số 132 đơn vị địa phương ở thành phố Tân Hương đã bị mưa bão tàn phá, ảnh hưởng đến hơn 2,5 triệu người. Theo đơn vị cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt của tỉnh Hà Nam tại Tân Hương thông tin, đến chiều nay, 7 lưu vực chứa và ngăn lũ lụt ở tỉnh Hà Nam đã được đưa vào hoạt động để chuyển hướng và trữ 593 triệu mét khối nước lũ. Trong diễn biến khác liên quan tới thời tiết Trung Quốc, bão số 8 đổ bộ lần thứ hai vào tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng mai, mang theo sức gió lên tới 28 m ở tâm bão. Bão số 8 đã đổ bộ vào vùng biển ven biển gần thành phố Bình Hồ ở tỉnh Chiết Giang. Theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt tỉnh Chiết Giang cho biết, trang AQ Weather trước đó từng nhận định, khi bão số 8 hoạt động dọc theo bờ biển phía đông Trung Quốc trong vài ngày, một khu vực áp cao sẽ phát triển xa hơn vào đất liền để cân bằng lượng khí áp thấp lên liên quan đến cơn bão. Khí áp cao này sau đó sẽ mang lại thời tiết khô ráo hơn cho tỉnh Hà Nam, nơi vừa xảy ra mưa lũ lịch sử hồi tuần trước. Tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, mưa lớn kéo dài đã khiến các đoạn hạ lưu của sông Phần chạm đến đỉnh lũ lớn nhất trong gần 40 năm. Vỡ đê sông Phần xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều thứ hai vừa qua, đoạn gần làng Kiều Đông, huyện Tân Cương, với chiều dài đoạn vỡ lên đến 40 mét. Hơn 2.010 cư dân gần khu vực vỡ đê đã được sơ tán an toàn. Trong khi đó, hơn 15 máy móc quy mô lớn và hơn 360 người được huy động để vá đê bằng đá và gạch. Nhưng đến 9 giờ sáng ngày thứ ba, lỗ thủng vẫn chưa được vá. Chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đã kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó như gia cố đê bao và tuần tra 24/24 để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong thời gian mưa lớn kéo dài. Hôm Chủ nhật tuần trước, tỉnh Sơn Tây đã ban hành biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát lũ lụt. Sau khi có thương vong trong các vụ sập nhà và sạt lở đất do mưa lớn gây ra, tỉnh này cũng đã sơ tán hơn 25.000 người dân sau khi mưa lớn xảy ra. Mưa lớn kéo dài ở Sơn Tây trong một tuần qua và dự báo còn tiếp tục trong những ngày tới, với lượng mưa ở nhiều nơi tăng cao hơn 150mm, thậm chí lên đến 250mm, mức cao lịch sử được ghi nhận. Mưa lớn gây ngập lụt nhà cửa, phá hủy các trụ đỡ bên dưới một tuyến đường sắt băng qua sông Trường Viên. Một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu. Tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, cục khí tượng tỉnh này dự báo sẽ có những trận mưa như chút nước vào hai ngày tới. Chính quyền tỉnh đã ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt, cũng như kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thủy lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ lụt. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phòng thủ các bộ phận trọng yếu để đảm bảo an toàn vận hành trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt lên phương án giám sát 24/24 giờ. Tương tự, tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, vào 11 giờ sáng hôm nay, đập Tam Môn Hiệp trên sông Hoàng Hà đã trải qua trận lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 1979. Với lưu lượng nước chảy vào lên tới 8.360 mét khối giây và lượng nước chảy ra ở mức 7.990 mét khối giây. Ngày hôm nay, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu đỏ về mưa lớn xối xả trong nhiều khu vực. Đây là mức cảnh báo mạnh nhất trên thang đo 4 màu của Trung Quốc. Dự báo lượng mưa lên đến hơn 100mm trong vòng 3 giờ. Để ứng phó với lũ lụt, tỉnh Hà Nam cũng đã đình chỉ các hoạt động khai thác cảng và cầu cảng, hoãn hoặc hủy một số chuyến tàu hỏa đến và đi từ tỉnh Lỵ Trịnh Châu. Nhiều thành phố của tỉnh này đã ra thông báo yêu cầu dừng hoạt động các trường học, giao thông công cộng, nhà máy và doanh nghiệp cho đến tối thứ Năm. Hai thành phố Tín Dương và Trường Viễn ở tỉnh Hà Nam, một trung tâm giao thông ở miền Trung Trung Quốc, đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ lụt từ mức 2 lên mức 1. Đây là mức cao nhất trong thang 4 cấp ở nước này. Cảnh báo vỡ đập và lũ lụt bất thường có thể xảy ra đồng thời. Trước đó, hai thành phố trên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận mưa kỷ lục ở tỉnh Hà Nam vào tháng 7 năm nay. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt, cướp đi sinh mạng của hơn 300 người và làm gián đoạn hoạt động sản xuất tại các nhà máy. Ngày hôm nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục gia hạn cảnh báo mưa bão trên toàn quốc, bao gồm tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây nam đất nước, Hắc Long Giang ở phía đông bắc và các tỉnh Sơn Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô, Sơn Đông và thành phố Trùng Khánh. Trung Quốc đang ra sức tăng cường cứu hộ khẩn cấp cho tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này,
nơi bị mưa bão kỷ lục tàn phá. Tân Hoa Xã đưa tin, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, NEM đã cử một đội gồm 510 lính cứu hỏa có chuyên môn từ 5 tỉnh và thành phố đến các vùng bị lũ lụt, cùng với 64 xe cấp nước từ xa và 50 thuyền cao su. Cơ quan Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán và NEM đã cùng phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước trong việc cung cấp các vật tư như thuyền cứu hộ, áo phao, máy phát điện và máy bơm cho Hà Nam nhằm hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp tại địa phương. Bộ Tư lệnh cũng nhấn mạnh cần phải nỗ lực hết sức trong công tác phòng chống lũ lụt, ứng cứu khẩn cấp và cứu trợ thiên tai để đảm bảo an toàn và tài sản của người dân một cách hiệu quả. Ngày hôm nay, khi chủ trì một cuộc họp tại trụ sở Quốc vụ Viện, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Quang Long đã yêu cầu chính quyền kiểm soát lũ lụt địa phương nhanh chóng chuẩn bị thêm nhiều biện pháp trong việc ngăn chặn lũ lụt lớn và công tác cứu hộ cứu trợ thiên tai nhằm giảm thiểu thương vong và thiệt hại. Ông Quang cho biết, tại Hà Nam và các khu vực khác bị lũ lụt nghiêm trọng, cần phải làm nhiều việc hơn nữa để tiếp tục cứu hộ toàn diện, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời khôi phục trật tự cuộc sống và sản xuất. Ông nhấn mạnh đến việc dự báo thời tiết khắc nghiệt kịp thời, tăng cường công tác phòng chống thiên tai thứ cấp và tăng cường kiểm soát an toàn sản xuất, giao thông đường bộ và các điểm tham quan du lịch. Kính thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, trên bầu trời Thiểm Tây, quê hương của ông Tập Cận Bình bỗng xuất hiện một dị tượng rùng rợn, đó là mặt trăng trở lên toàn màu đỏ. Hiện tượng trăng máu dị thường từ cổ chí kim rất hiếm gặp và được coi như là một điểm báo xấu rủi ro và thường đi kèm với những sự kiện không may. Tai họa bất ngờ luôn khiến cho người dân và những nhà tâm linh, chiêm tinh cảm thấy e ngại, lo lắng bất an và sự lo ngại của họ đã trở thành sự thật. Khi vào sáng ngày hôm sau, bầu trời lúc này đang trong trẻo, ánh sáng mặt trời vẫn tỏa sáng đem lại sự sống cho muôn loài, thì bỗng có nhiều tiếng nổ vang kèm với tiếng sấm rền từ hướng đông bắc tiến dần tới phía tây nam thủ phủ Tân An, khiến như trời long đất lở, tối đen như mực. Hàng vạn ngôi nhà đã bị đổ sập trong tích tắc, những cụm khói cuồn cuộn đen kịt tựa như nấm linh chi bốc lên tận trời cao từ phía đông sân bay với chu vi chừng 13 dặm. Hàng vạn nhà cửa, hơn 20.000 người đều biến thành tro bụi, gạch đá, ngói vụn từ trên trời đổ xuống. Những mảnh thi thể người không còn nguyên vẹn, từ đầu và tai, mũi đến chân tay cũng được ném tới vương vãi khắp nơi từ trên trời xuống bắn tứ tung trên phố. Các mảnh xác người chồng chất lên nhau bốc mùi tanh hôi nồng nặc, người chết thê thảm. Gia súc của người dân trong khu vực cũng đều chết sạch. Trong trung tâm thủ phủ tỉnh Tân An, hơn 500 thợ xây, kỹ sư đang thi công bức tượng cao gần 20 mét của Tập Cận Bình. Quê hương của ông ta từ trên những giản giáo cao nhất bị chấn động ngã xuống, đất khiến tan xương nát thịt, cây cối, cột điện, đèn đường đều bị bật lên những gốc rễ bay tít ra xa. Trên đường chính dẫn vào trung tâm thành phố, một con rồng và hai con sư tử đá được cho là nặng tới 2.500 kg cũng bị tốc bay ra ngoài. Nhiều nạn nhân chết trong tư thế kỳ quặc. Trên một con phố ở Tân An, một chiếc xe buýt chở hàng chục người đang lưu thông trên đường thì tai họa bất ngờ ập đến. Chiếc xe bị đánh tan tành, bẹp rúm như đống sắt vụn nằm giữa đường. Nhưng hàng chục hành khách thì biến đâu mất. Tại một cổng chợ, một quan chức cấp tỉnh đang nói chuyện với các tiểu thương. Khi tai họa xảy ra, ông ta bỗng bị bay mất đầu, thân thể và chân tay đổ vật ra đất. Nhưng khoảng 12 tiểu thương lại bình an vô sự như không có chuyện gì xảy ra. Một điều khiến cho phóng viên chúng tôi cùng với phóng viên quốc tế khác có mặt tại hiện trường sau đó cảm thấy thật quái lạ và kinh ngạc là người chết, kẻ bị thương, hai người bình yên vô sự thì trong giây phút tai họa giáng xuống đều bị lột sạch hết cả quần áo, bình trần như nhộng. Một thẩm phán của tòa án thành phố lúc tai họa ập xuống chỉ thấy loáng một cái, từ cặp táp, quần áo, giày, mũ cho đến cả vớ tất đều bị lột sạch, thật kinh hoàng. Có một người bị đè gãy đùi, nhìn thấy xung quanh mình toàn đàn ông đàn bà trần như nhộng, không mảnh vải che thân, có người thì lấy đại bất cứ vật gì có thể che được chỗ kín. Những người may mắn sống sót với tâm trạng thất thần nhìn nhau kiểu giờ khóc giờ cười, không có cách nào khác. Có một thiếu nữ được biết đến là tình nhân của viên chủ tịch thành phố Tân An bị vùi dưới đống gạch vụn. Khi nghe thấy lực lượng cứu hộ ở bên trên kêu gọi dưới này có ai thì báo, thế là cô ta bèn kêu lên cứu tôi với. Đến lúc này thì các nhân viên cứu hộ vội vàng mới được cô ta lên, mới biết trên người cô ta không chút mảnh vải che thân. Sau thảm họa kỳ quái mang đậm màu sắc tâm linh này, phóng viên hiện trường còn cho biết thêm, trong bộ quần áo của các nạn nhân và người sống sót bay tới tại Tân Sơn, cách xa khu vực Tân An chừng 45 km, các giả thuyết được các nhà khoa học và dư luận đưa ra sau đó cho rằng do tĩnh điện, khí quyển gây nên, hoặc do động đất làm cho hai kho vũ khí của quân đội gần đó phát nổ, hoặc là do tác dụng cưỡng bức nổ của nhiệt hạch trái đất. Nhưng những giả thuyết trên vẫn còn đang gây ra sự bàn cãi trong dư luận và các nhà chuyên môn chưa thể thống nhất, nhất là hiện tượng bị lột sạch quần áo rất lạ lùng khó mà giải thích được. Nhưng phần lớn cư dân mạng cho rằng đây là hình thức mà ông trời trừng phạt Tập Cận Bình và chính quyền Cộng sản Trung Quốc với một thông điệp cảnh báo rằng với quyền năng của các thế lực siêu nhiên thì chuyện gì cũng có thể làm được, vượt qua ngoài sức tưởng tượng con người. Nếu Tập Cận Bình và tà đảng tại Trung Quốc không có bất kỳ dấu hiệu ăn năn nào thì sự trừng phạt tiếp theo có thể thảm khốc và có tính hủy diệt kinh hoàng hơn.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của bài biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của Tin Mới. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng và lở đất tại các tỉnh Quảng Đông, Vân Nam, miền Nam Trung Quốc. Tại tỉnh Quảng Đông, nhiều tuyến phố đã biến thành sông, khiến giao thông bị rối loạn. Một số tuyến đường bị phong tỏa và người dân địa phương phải đi sơ tán. Sân bay địa phương ở thành phố Chu Hải đã bị ngập nước nghiêm trọng. Nhiều chuyến bay bị hoãn, gây ảnh hưởng đến 10.000 du khách. Còn ở tỉnh Vân Nam, một vụ lở đất đã khiến nhiều người bị thương và mất tích. Trong khi đó, thành phố Thượng Hải và tỉnh Chiết Giang cũng đang khẩn trương chuẩn bị đối phó với cơn bão số 6 sắp đổ bộ. Đây là trận bão thứ 6 trong năm nay ở Trung Quốc, dự kiến sẽ mang theo gió mạnh và mưa lớn. Lũ lụt Trung Quốc lần thứ 2 dâng tới chân tượng Phật khổng lồ 1.000 năm tuổi Lạc Sơn Đại Phật ở tỉnh Tứ Xuyên sau nhiều thập kỷ, cho thấy mức độ nghiêm trọng của lũ lụt ở sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, theo Bloomberg cho biết. Video lũ lụt ở tượng Phật bằng đá lớn nhất thế giới ở Trung Quốc tại tỉnh Tứ Xuyên đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Weibo ở nước này với hashtag liên quan tới việc nước lũ dâng tới chân tượng Phật, thu hút hơn 101 triệu lượt truy cập, nhiều lượt truy cập hơn khi lần đầu tượng Phật này bị ngập. Đây là lần thứ hai tượng Phật cao 70m ở Trung Quốc bị nước lũ của sông dâng tới chân kể từ năm 1949. Truyền thông địa phương dẫn thông tin từ Ủy ban Quản lý Thắng Cảnh cho hay, theo thông tin trên website của Bộ Quản lý Khẩn cấp nước này cho biết, Trung Quốc hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng từ tháng 6 đến nay, với hơn 63 triệu người bị ảnh hưởng và gây thiệt hại kinh tế lên tới 178 tỷ nhân dân tệ, khoảng 26 tỷ đô la Mỹ. Sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, trải qua 4 trận lũ lớn trong năm nay và trận lũ lớn thứ 5. Theo cảnh báo của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, có thể sẽ là trận lụt tồi tệ nhất. Đợt lũ này rất lớn và có đỉnh lũ cao, tình hình kiểm soát lũ lụt là khá nghiêm trọng, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo trong bài đăng. Theo Tân Hoa Xã cho biết, tỉnh Tứ Xuyên hôm qua đã ban bố báo động khẩn cấp cao nhất để ứng phó với lũ lụt, trong bối cảnh lũ lụt đã ảnh hưởng tới 60.000 người dân. Cũng theo Tân Hoa Xã, lũ lụt đã ảnh hưởng đến tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn Đại Phật, di sản thế giới được UNESCO công nhận ở ngoại ô thành phố Lạc Sơn. Nước lũ lần thứ hai tràn tới các ngón chân của tượng Phật khổng lồ kể từ năm 1949. Từ đêm hôm qua, cảnh sát địa phương và nhân viên khu thắng cảnh đã đặt bao cát ở bệ dưới chân tượng Phật nhằm xây dựng một cấu trúc như con đập để bảo vệ tượng. Tuy nhiên, khi mực nước trên các con sông địa phương dâng cao nhanh chóng, nước lũ đã tràn tới ngón chân của tượng Phật lúc 10 giờ sáng hôm nay. Hãng tin nhà nước Trung Quốc cho biết, các câu nói lưu truyền từ xưa ở Lạc Sơn rằng thành phố sẽ bị ngập hoàn toàn nếu nước lũ đến chân tại Phật. Lạc Sơn Đại Phật được tạc vào một vách đá ở núi Lạc Sơn và nhìn ra nơi ba dòng sông hội tụ Thanh Y, Mân Giang và Đại Độ. Thanh Y là nhánh lớn nhất của sông Đại Độ, trong khi sông Đại Độ và Mân Giang đều là nhánh của sông Dương Tử. Tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc được xây dựng trong hơn 90 năm, bắt đầu từ năm 713 dưới thời nhà Đường. Thưa quý vị, tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc lần đầu tiên kích hoạt ứng phó lũ lụt mức cao nhất. Khi nước dâng tới các di sản thế giới như Cửu Trại Câu và Lạc Sơn Đại Phật, theo Tân Hoa Xã, mưa liên tục đã khiến 24 con sông lớn ở Tứ Xuyên vượt mức cảnh báo lũ lụt. Các dòng sông dâng cao đã làm ngập một số khu vực đô thị ở Nha An và Lạc Sơn. Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 110.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh đã nâng phản ứng lên cấp 1, mức cao nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay. Đoạn sông Thanh Y chảy qua Nhã An đã phải hứng chịu một trận lụt lớn hiếm thấy trong hơn 100 năm qua, trong khi mực nước trên toàn bộ lưu vực sông Thanh Y cũng như hạ lưu sông Đại Độ và sông Mân dự kiến sẽ vượt quá mức cảnh báo. Tôi chưa bao giờ thấy trận lụt lớn như vậy trên sông Thanh Y. Tất cả đồ đạc ở tầng 1 nhà tôi bị ngập trong nước vào đêm hôm qua, Yong Jin, một cư dân ở Nha An cho biết. Liao Hua Janbing, người đứng đầu thị trấn Nha An nói rằng hơn 20.000 người dân trong thị trấn đã được sơ tán đến nơi an toàn và lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người có thể bị mắc kẹt ở những nơi trũng thấp. Nhiều người dân địa phương đang dọn sạch nước, bùn và các mảnh vụn trong nhà bằng xẻng và chổi. Tại Lạc Sơn, các chiến sĩ cứu hỏa được điều động bằng trực thăng và xuồng cao tốc giúp đỡ 1.220 người mắc kẹt trên đảo Feng Yu. Thức ăn và nước uống đã được gửi đến những người dân bị mắc kẹt gần một ngày sau khi lũ lụt cắt đứt giao thông đường bộ.
vườn quốc gia Cửu Trại Câu, còn được gọi là thung lũng Chín Làng, một di sản thế giới được UNESCO công nhận nổi tiếng với những thác nước ngoạn mục, những khu rừng tươi tốt, hệ thống hồ đa sắc và các dãy núi đá vôi trầm tích đã thông báo đóng cửa tạm thời do lo ngại về an toàn. Mưa xối xả không ngừng đã làm tắc nghẽn các con đường dẫn đến Cửu Trại Câu với một phần diện tích bị ngập theo Ban Quản lý Khu Danh Thắng. Mực nước tại các dòng chính của sông Bai, Siyang, Bai Hề và Tang Yu ở huyện Cửu Trại Câu đã vượt quá mức cao lịch sử. Một số đoạn đê bị vỡ và giao thông huyết mạch bị cắt đứt. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ An Án của huyện cho biết. Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn Đại Phật, một di sản thế giới khác được UNESCO công nhận. Ở bên ngoài thành phố Lạc Sơn, nước lũ tràn đến chân của tượng Phật lần đầu tiên kể từ năm 1949. Đêm hôm qua, cảnh sát địa phương và nhân viên khu thắng cảnh đã đặt các bao cát ở bệ dưới chân Đức Phật như một con đập để bảo vệ bức tượng. Tuy nhiên, vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay, do mực nước của các con sông địa phương dâng lên nhanh chóng, nước lũ đã ngập hết các ngón chân của bức tượng. Có một câu nói cổ ở Lạc Sơn, thành phố sẽ bị ngập hoàn toàn khi chân Đại Phật bị ngập. Lạc Sơn đã kích hoạt ứng phó kiểm soát lũ lụt cấp cao nhất. Bức tượng Phật được tạc vào một vách đá ở núi Lạc Sơn và nhìn ra ba dòng sông hội tụ, được xây dựng trong khoảng thời gian 90 năm bắt đầu từ năm 713, thời nhà Đường, 618-907. Chen Trang Minh, Phó Thị trưởng thành phố Lạc Sơn cho biết, ưu tiên hàng đầu của chính quyền thành phố là bảo vệ cuộc sống của những người đã được tái định cư và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh sau thảm họa. Cơ quan khí tượng tỉnh Tứ Xuyên cho biết, vành đai mưa chính đang rời khỏi tỉnh. Tuy nhiên, các khu vực ngập nước vẫn còn nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất như lở đất và lở bùn. Vùng thượng lưu các sông lớn trong tỉnh vẫn có khả năng xuất hiện lũ. Kính thưa quý vị, hồ chứa đập Tam Hiệp của Trung Quốc dự kiến lại tiếp tục chứng kiến trận lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ khi nó bắt đầu trữ nước vào năm 2003. Tân Hoa Xã cho hay, theo dự báo của Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi, trong ngày mai, lưu lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc ước đạt 75.000 mét khối mỗi giây sau khi mưa lớn tiếp tục ập vào thượng nguồn sông Dương Tử. Sông Dương Tử, tuyến đường thủy dài nhất Trung Quốc, đã ghi nhận trận lũ thứ 5 trong năm ở thượng nguồn hôm qua. Dự án Tam Hiệp là một hệ thống kiểm soát nước đa chức năng, bao gồm một con đập dài 2.309m và cao 185m, một âu tàu 5 tầng ở phía Bắc và phía Nam và 34 máy phát turbo kết hợp với công suất phát 22,5 triệu kW. Thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc nằm dọc theo thượng nguồn sông Dương Tử, hôm nay đã nâng cấp ứng phó kiểm soát lũ lên cấp 1, cấp cao nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp lũ lụt 4 cấp. Theo các cơ quan chức năng, trận lụt sắp tới dự kiến sẽ đổ bộ vào thành phố Trùng Khánh trong 2 ngày tới. Trong một diễn biến khác, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm nay đã đưa ra cảnh báo màu cam đối với bão số 6, cơn bão dự kiến gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc. Cơn bão thứ 6 trong năm nay đã mạnh lên vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tâm bão nằm ở vùng biển cách huyện Đài Sơn, thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, 305 km về phía Đông Nam, với sức gió lên tới 90 km/h. Dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h trước khi đổ bộ vào các khu vực ven biển giữa Chu Hải và Ngô Xuyên ở Quảng Đông vào sáng ngày mai, nơi nó sẽ dần suy yếu. Từ tối nay đến 2 ngày tới, bão dự kiến đổ bộ vào khu vực của Biển Đông và vùng biển ven biển của tỉnh Quảng Đông. Trong cùng thời gian, các khu vực bao gồm các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và Vân Nam cũng như khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sẽ hứng chịu những trận mưa như chút nước với một số khu vực có lưu lượng mưa lên tới 250mm. Ủy ban Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Trung Quốc hôm nay đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 với bão số 6 và lũ lụt cấp thấp nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp của Trung Quốc. Lở đất kinh hoàng ập xuống đường cao tốc sau mưa lớn. Quý vị thân mến, hôm qua một trận lở đất kinh hoàng đã xảy ra ở thị trấn Lũng Nam, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc sau nhiều ngày mưa lớn. Khoảng 1.000 mét khối đất đá đã đổ ập xuống đường cao tốc 212 nối Lan Châu với Trùng Khánh. May mắn không có ai bị thương nhờ cảnh báo kịp thời của người dân địa phương làm nhiệm vụ tuần tra đường. Một vài vụ lở đất khác cũng xảy ra ở Cam Túc, tỉnh Tây Bắc Trung Quốc vào cuối tuần qua. Tính đến ngày hôm nay, mưa lũ đã làm hư hỏng 3.303 km đường ở Lũng Nam, làm gián đoạn giao thông trên 497 con đường, hơn 38.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực này. Cục Đường sắt đã giám sát chặt chẽ tình trạng trên các tuyến đường sắt, cử nhiều tổ bảo dưỡng để đảm bảo an toàn cho việc đi lại trên đường sắt. Tỉnh Cam Túc
thường là một trong những vùng khô cạn nhất của Trung Quốc, đã hứng chịu những trận mưa xối xả kéo dài gần một tuần, gây ra lũ lụt lở đất, cuốn trôi cầu và đứt đường dây điện. Hơn 10.000 cư dân địa phương Lũng Nam bị mắc kẹt. Lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng tại Campuchia. Mưa lớn kéo dài trên diện rộng cùng với sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào đã khiến nhiều địa phương ở Campuchia, trong đó có thủ đô Phnom Penh, bị ngập lụt nặng. Có khoảng 40.000 gia đình đã bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 5.000 gia đình phải sơ tán, hàng chục nghìn hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại, 9 người đã bị thiệt mạng. Một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất là tỉnh Kampong Cham. Khoảng 12.000 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại, hơn 25.000 gia đình bị ảnh hưởng, gần 3.000 gia đình phải sơ tán. Hội chữ thập đỏ và các cơ quan đơn vị của Campuchia đang chuyển gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu đến cứu trợ cho người dân vùng lũ lụt. Hiện nay, diễn biến lũ lụt ở Campuchia vẫn còn khá phức tạp. Mưa tại chỗ kết hợp với nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về làm cho mực nước lên cao, tiếp tục đe dọa đến đời sống và sản xuất trên diện rộng tại Campuchia. Hai đập ngăn hồ chứa nước ở Nội Mông bị vỡ sau đợt mưa lớn cuối tuần trước, khiến hơn 20.000 người bị ảnh hưởng. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm vừa qua thông báo hai đập ở hồ chứa Yongyan và Xingfa tại thành phố Hồ Luân Bố Nhĩ vỡ chiều hôm thứ Năm bởi mực nước sông Nomin liên tục dâng cao do mưa lớn. Hai con đập chắn hai hồ chứa với tổng dung tích nước là 46 triệu mét khối. Video đăng trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy nước lũ cuốn trôi một con đập làm ngập cánh đồng lân cận. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho hay lượng mưa trút xuống Hồ Luân Bố Nhĩ vào cuối tuần trung bình là 107mm, nhiều nhất là 283mm tại trạm quan trắc Morindawa. Chính quyền Hồ Luân Bố Nhĩ thông báo nước lũ đã khiến 20.660 người bị ảnh hưởng, 25.700 hecta đất nông nghiệp bị nhấn chìm, 27 cây cầu, 128 cống và 18,6 km đường cao tốc bị phá hủy. Người dân vùng hạ lưu hai con đập đã được sơ tán từ trước nên không có thương vong. Đỉnh lũ đã qua và chính quyền đang kiểm kê thiệt hại. Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng tới một số nơi trên thế giới trong những tuần gần đây như lũ lụt ở châu Âu, nắng nóng kỷ lục ở Bắc Mỹ làm tăng lo ngại về biến đổi khí hậu. Thành phố Trị Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc cuối tuần qua cũng hứng chịu đợt lũ nghìn năm có một, khiến hàng chục người chết, nhiều tuyến đường phố và hệ thống tàu điện ngầm bị nước lũ nhấn chìm. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa được sử dụng để điều tiết lũ, sản xuất điện và vận tải đường sông. Chính quyền thừa nhận 80% số hồ chứa này đã cũ, có tuổi đời từ trên 40 năm, một số tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mưa lũ càn quét miền Nam Trung Quốc, ít nhất 35 người thiệt mạng. Thưa quý vị, do bị ảnh hưởng khi mưa lớn gây lũ lụt sạt lở đất ở các khu vực miền Nam Trung Quốc khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, hàng triệu người bị ảnh hưởng. Những tuần gần đây, mưa lớn đã gây ra lũ lụt sạt lở đất diện rộng ở miền Nam Trung Quốc, phá hủy nhiều nhà cửa, đường xá và hoa màu. Tại tỉnh Hồ Nam, kể từ đầu tháng này, tổng cộng 20 người thiệt mạng, 8 người vẫn mất tích, trong khi gần 300.000 người phải di tản, khoảng 1,79 triệu người dân bị ảnh hưởng. Theo giới chức trách địa phương, mưa lớn lũ lụt đã khiến hơn 2.900 ngôi nhà ở Hồ Nam bị sập hoặc hư hại nặng nề, hơn 96.000 hecta mùa màng bị phá hủy. Đây có thể coi là thiệt hại nặng nề với một tỉnh được coi là vựa sản xuất lúa của Trung Quốc. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính hơn 4,3 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 600 triệu đô la Mỹ. Tháng trước, mưa lũ sạt lở đất cũng khiến 8 người ở tỉnh Phúc Kiến, 5 người ở tỉnh Vân Nam và 2 trẻ em ở Quảng Tây thiệt mạng. Giới chức Trung Quốc cảnh giác cao độ về mùa mưa lũ năm nay, sau khi gần 400 người thiệt mạng sau trận mưa lũ nghìn năm có một ở tỉnh Hà Nam vào năm ngoái. Mưa lũ ở Trung Quốc thường xảy ra vào mùa hè, đặc biệt ở những khu vực nông nghiệp tập trung đông dân cư dọc sông Dương Tử và các nhánh của nó. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhiều năm qua cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ khiến thời tiết cực đoan hơn, gây ra lũ lụt thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc dự báo, mưa lũ cực đoan năm nay có thể xảy ra ở các khu vực phía Nam và Tây Nam nước này cũng như vùng Tây Tạng. Kính thưa quý vị khán giả, đập Tam Hiệp lại phải đối mặt với đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng vào năm 2003, vượt cả đỉnh lũ năm 2021, nhưng các chuyên gia cho rằng bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Trung Quốc đã chuẩn bị tốt hơn để giảm thiểu tác động của bất kỳ thiên tai nào. Đỉnh lũ chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp dự kiến lên tới 78.000 mét khối mỗi giây vào 8 giờ sáng mai, lưu lượng lớn nhất trong vòng 19 năm. Để đối đầu với đỉnh lũ, các đập ở thượng nguồn sông Dương Tử bao gồm các đập Ô Đông Đức, Khê Lạc Độ và Hướng Gia Bá đều thuộc quản lý của tập đoàn Tam Hiệp sẽ cùng phối hợp với sự triển khai và vận hành công phu để cùng giữ lại nước lũ. Theo thông cáo, tập đoàn Tam Hiệp gửi thời báo Hoàn Cầu hôm nay.
Theo thông cáo, các con đập sẽ thực hiện đầy đủ chức năng phòng chống lũ lụt của một hồ chứa nước trong lưu vực và chúng được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực phòng chống lũ lụt cho tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc. Cũng như dự án Tam Hiệp, lưu lượng xả lũ của đập Tam Hiệp sẽ tăng từ 46.000 lên 50.000 mét khối mỗi giây. Các chuyên gia thủy lợi lưu ý việc bố trí các con đập sẽ phân tán áp lực kiểm soát lũ lụt nhằm ngăn chặn đỉnh lũ siêu lớn gây ra thảm họa cho các thành phố ven sông. Dự án Tam Hiệp thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng việc chuẩn bị cho bất kỳ đỉnh lũ nào sẽ đạt được thông qua sự phối hợp chặt chẽ của nhiều dự án hồ đập dọc theo sông Dương Tử cũng như các nhánh của nó. Gao Yanggu, một thành viên của Ủy ban Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai, nói với Thời báo Hoàn Cầu hôm nay. Nhiều phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng lũ lụt và hạn hán ở Trung Quốc là kết quả của sự phát triển kinh tế, điều mà các nhà phân tích cho là vô lý vì cho thấy sự thiếu hiểu biết về các hiện tượng khí tượng, thiên tai và thiệt hại do thiên tai, ông Gao cho hay. Trung Quốc với khí hậu gió mùa luôn gặp khó khăn bởi lũ lụt và hạn hán. Một mô tả trong lịch sử của Trung Quốc về sông Hoàng Hà, một con sông lớn thứ hai ở nước này là vỡ 3 lần trong 4 năm, thay đổi dòng chảy mỗi thế kỷ. Ông Gao cho rằng biến đổi khí hậu đã tạo ra một số điều kiện thời tiết khắc nghiệt và việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông đã tạo ra ấn tượng về lũ lụt trở nên tồi tệ hơn năm này qua năm khác. Lưu ý rằng Trung Quốc hiện đã giảm nhẹ được hậu quả thiên tai rất nhiều bằng dự báo thời tiết chính xác hơn và ứng phó khẩn cấp hiệu quả. Giờ đây chúng tôi có thể dự đoán tốt hơn vị trí và thời điểm có thể mưa để sơ tán mọi người. Chiến lược cứu trợ thiên tai đã giảm thiểu thương vong, ông Gao nói. Trung Quốc đã trải qua mùa mưa bất thường trong năm 2022 với những đợt kéo dài và lượng mưa lớn hơn, chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc. Lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử và sông Hoài Hà chạm mức cao nhất kể từ năm 1961. Theo số liệu từ Bộ Quản lý Khẩn cấp, Trung Quốc cũng đã chứng kiến mức giảm 57% số người chết và mất tích liên quan đến lũ lụt và giảm 67% số vụ sập nhà so với 5 năm trước. Các nhà phân tích cho biết các biện pháp nhanh chóng sau thảm họa, chẳng hạn như thoát lũ và trồng lại hoa màu, cũng giúp nông dân tránh bị mất thu nhập, chẳng hạn như tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc. Hồ nước ngọt Bà Dương ở Giang Tây đã trải qua lũ lụt nghiêm trọng vào tháng trước, nhưng vụ lúa muộn đang được trồng để bù đắp thiệt hại. Sông Trường Giang cạn, Trung Quốc gieo mây tạo mưa. Kính thưa quý vị, hiện nay Trung Quốc triển khai phi cơ bắn các thanh iốt bạc vào mây nhằm tăng lượng mưa xuống sông Trường Giang đang cạn nước ở nhiều khu vực. Hồ Bắc ngày hôm qua thông báo triển khai nỗ lực tăng lượng mưa, điều động máy bay bắn các thanh iốt bạc vào mây, theo đưa tin. Một số khu vực khác có sông Trường Giang chảy qua cũng lên kế hoạch gieo mây, nhưng do lượng mưa mây bao phủ quá mỏng nên chưa thể thực hiện. Các thanh iốt bạc có kích thước bằng điếu thuốc lá thường được bắn vào mây để giúp hình thành tinh thể băng. Tinh thể băng giúp mây tích tụ nhiều hơi ẩm hơn trước khi trút mưa xuống đất. Trung Quốc áp dụng kỹ thuật gieo mây từ những năm 1940 và là quốc gia có quy mô chương trình này lớn nhất thế giới. Trung Quốc từng gieo mây trước khi tổ chức Olympic Bắc Kinh năm 2008 để đảm bảo sự kiện diễn ra trong thời tiết khô ráo. Trường Giang là một trong những sông và hồ ở Bắc Bán Cầu đang dần khô hạn vì nắng nóng kéo dài, lượng mưa giảm. Hồ nhân tạo Lake Mead ở Mỹ và sông Rhine ở Đức cũng trong tình trạng tương tự. Các điều kiện thời tiết khắc nghiệt càng trở nên nghiêm trọng do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết tình trạng khô hạn trên khắp lưu vực sông Trường Giang đang ảnh hưởng xấu đến an ninh của người dân nông thôn, gia súc cũng như sự phát triển của cây trồng. Ít nhất 4,2 triệu người dân tại tỉnh chịu ảnh hưởng từ tình trạng khô hạn nghiêm trọng kể từ tháng 6, theo Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Hồ Bắc. Hơn 150.000 người khó tiếp cận nguồn nước uống, gần 400.000 hecta cây trồng bị thiệt hại vì nhiệt độ cao và hạn hán. Trung Quốc ngày hôm qua phát cảnh báo đỏ về nắng nóng cấp cao nhất ở nước này với ít nhất 138 thành phố, huyện, 373 khu vực được đặt ở cấp cảnh báo cam, cao thứ hai. Tính đến hôm qua, đợt nắng nóng ở Trung Quốc đã kéo dài 64 ngày, dài nhất kể từ khi bắt đầu thống kê năm 1961. Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết đây là đợt nắng nóng mạnh nhất và có thể tồi tệ hơn trong những ngày tới. Nắng nóng đã buộc giới chức tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc phải yêu cầu 19 trong số 21 thành phố thuộc tỉnh dừng sản xuất tại tất cả các nhà máy trong tuần này để giảm nguy cơ thiếu điện. Tứ Xuyên có khoảng 84 triệu dân và là trung tâm ngành sản xuất của Trung Quốc. 262 trạm thời tiết đã ghi nhận nhiệt độ 40 độ C hoặc hơn, số lượng cao kỷ lục, 8 nơi có nhiệt độ chạm 44 độ C. Dự báo nắng nóng còn tiếp diễn tại lưu vực Tứ Xuyên và nhiều khu vực ở miền Trung Trung Quốc cho đến hết tháng 8.
bão số 5 đổ bộ Đài Loan khiến hơn 100 người bị thương. Quý vị thân mến, Đài Loan, Trung Quốc chuẩn bị đón cơn bão thứ 6 chỉ trong 2 ngày sau khi bão số 5 tấn công, khiến ít nhất 103 người bị thương, gây ngập úng và mất điện trên diện rộng. Bão số 5 đổ bộ Đài Loan, cơn bão mạnh số 5 với sức gió 119 km/h đổ bộ vào đất liền của Đài Loan vào đêm hôm qua, gây mưa lớn, ngập lụt, tê liệt giao thông và mất điện trên diện rộng. Cuộc sống người dân Đài Loan bị đảo lộn từ 2 ngày sau khi bão số 5 đổ bộ lên huyện Nghi Lan phía đông của Đài Loan, tạo nên những đợt sóng lớn trên 15m và mưa lớn gây ngập ở huyện Bình Đông ở phía nam. Ít nhất 103 người bị thương, chủ yếu do các vật thể rơi từ trên cao xuống, tai nạn giao thông hoặc bị trượt ngã trên đường. Đài Bắc ở trung tâm đảo Đài Loan cũng bị ảnh hưởng lớn từ bão số 5, mưa lớn kèm gió mạnh làm bật nhiều gốc cây, cột điện, làm hư hại hàng trăm ngôi nhà. Nhiều khu vực ở Đài Bắc bị ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hệ thống giao thông, điện, nước và thông tin liên lạc. Chính quyền Đài Bắc yêu cầu đóng cửa nhiều trường học, cơ quan công sở, hủy bỏ tất cả các sự kiện vui chơi giải trí. Hàng chục chuyến bay nội địa và quốc tế ra vào vùng lãnh thổ này đã bị hủy bỏ. Ngày hôm qua, hãng hàng không quốc tế lớn thứ hai Đài Loan EVA Airways thông báo hủy 50 chuyến bay, ảnh hưởng hơn 30.000 hành khách. Hơn 10.000 người phải sơ tán ngày hôm qua, 5.338 binh sĩ được triển khai phục vụ công tác cứu nạn. Phần lớn dịch vụ vận tải bị đình chỉ, hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy hoặc hoãn. Gần 500.000 hộ gia đình phải chịu tình trạng cắt điện. Hiện vẫn còn 140.000 hộ chưa có điện trở lại, trong khi các dịch vụ đường sắt đã hầu hết được khôi phục. Huyện Bình Đông là nơi hứng chịu ngập lụt tồi tệ nhất, với khoảng 200 người dân bị mắc kẹt trong biển nước. Các lực lượng chức năng sau đó đã kịp thời có mặt để giải cứu. Bão hiện đã di chuyển khỏi Đài Loan, nhưng một cơn bão khác có tên là Hai Tang đang nổi lên và dự kiến đổ bộ vào đảo tối nay. Đây là lần đầu tiên trong vòng 50 năm qua, Đài Loan phải ban hành cảnh báo cho hai cơn bão lớn liền nhau. Bão số 5 là cơn bão thứ 3 đổ bộ Đài Loan trong năm nay, nhưng vùng lãnh thổ này đã phải chịu những trận mưa lớn từ hồi tháng trước. Ít nhất một người đã thiệt mạng sau trận mưa với mức nước 600mm kéo dài trong 11 giờ ở một số khu vực. Lở đất làm trạch dòng chảy của sông gây lũ quét. Kính thưa quý vị khán giả, lở đất làm trạch dòng chảy của sông gây lũ quét, 26 người chết. Trận mưa diễn ra bất ngờ ở phía Tây Trung Quốc, kích hoạt một trận lở đất làm thay đổi dòng chảy của một con sông, gây lũ quét khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Đài truyền hình Trung Quốc CCTV ngày hôm qua đưa tin. Những trận mưa cường độ lớn và đột ngột trút xuống huyện Đại Thông, tỉnh Thanh Hải trước đó một ngày gây ra tình trạng lở đất. Vụ lở đất khiến một dòng sông thay đổi dòng chảy, lũ quét xuất hiện và gây ảnh hưởng tới hơn 7.000 người dân và 7 ngôi làng. Ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 28 người vẫn đang mất tích sau thảm họa tự nhiên. Cơ quan tình huống khẩn cấp mô tả trận lũ quét ở Thanh Hải là trận lũ quét trên núi gây ra bởi mưa lớn ở khu vực miền núi. Nước chảy từ trên cao xuống có thể biến những khe nước hoặc suối nhỏ trở thành những dòng nước hung dữ trút xuống, khiến người dân không kịp trở tay. Hình ảnh hiện trường cho thấy dòng nước đầy bùn chảy xuống đường phố cùng với đống đổ nát với cây cối bật rễ và xe hơi bị lật ngửa. Trận lũ bất ngờ xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với nắng nóng kỷ lục trong 60 năm trở lại đây ở một số khu vực như Tân Cương, Thiểm Tây, Giang Tô, Hà Nam, Hồ Bắc. Trung Quốc đầu tuần này đã triển khai các máy bay phóng các thanh iốt bạc lên bầu trời để tạo mây và mang theo mưa cho các khu vực sông Trường Giang. Nắng nóng kỷ lục đang gây khô hạn ở nhiều địa phương của nước này. Ít nhất 4,4 triệu người ở Hồ Bắc bị ảnh hưởng bởi nắng nóng kể từ tháng 6. Hơn 160 người ở đây gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước uống, gần 400.000 ha mùa màng bị phá hủy. Tại tỉnh Tứ Xuyên, nắng nóng buộc chính quyền địa phương quyết định cho đóng cửa toàn bộ nhà máy trong vòng một tuần để ưu tiên cho nhu cầu tiêu thụ điện sinh hoạt. Còn tại Bắc Kinh, Trung Quốc cũng đang tiến hành nâng cấp các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát trước nguy cơ mưa bão và lũ lụt khi dự báo thời tiết cho biết đợt mưa lớn nhất trong mùa lũ năm nay sẽ tấn công miền Bắc Trung Quốc. Thủ đô của Trung Quốc triển khai 40.000 cảnh sát để tuần tra giao thông tại hơn 240 địa điểm dễ bị ngập úng và tiến hành tìm kiếm kỹ ở các sông, hồ chứa, sân trũng thấp, các khu dân cư cũ và các tòa nhà tạm. Đài CCTV dẫn thông tin từ Sở Công an Đô thị Bắc Kinh. Cơ quan Công an Bắc Kinh yêu cầu tất cả các đơn vị công an ở thủ đô trong trạng thái sẵn sàng làm việc, nhiệm vụ suốt ngày đêm. Với kế hoạch ứng phó khẩn cấp được cập nhật liên tục,
thành lập các đội ứng phó khẩn cấp và đặt nhân sự, phương tiện, thiết bị và vật liệu chống lũ trong trạng thái sẵn sàng. Giới chức Bắc Kinh cũng yêu cầu kiểm tra các trạm bơm của thành phố. Tập đoàn Thoát nước Bắc Kinh, đơn vị điều hành hệ thống thoát nước của thành phố cho biết đã bắt đầu phản ứng cấp cao nhất với mưa bão. Tổng số 3.090 nhân viên của đơn vị này túc trực để sẵn sàng ứng phó với mọi trận lũ lụt do mưa lớn gây ra. Hơn 120 quản lý đã được điều đến hiện trường trong 2 ngày qua. Bản tin ngày 13 tháng 8 của CGTN nêu rõ. Tập đoàn Thoát nước Bắc Kinh thông tin rằng đơn vị đã kiểm tra các cơ sở thoát nước của thành phố, bao gồm các trạm bơm và cống thoát nước đường phố. Các trạm bơm đã xả các bể chứa để sẵn sàng đón nước lũ do mưa lớn gây ra. Thêm vào đó, 85 hồ chứa ở Bắc Kinh đã giảm lượng nước chứa trong hồ để đáp ứng nhu cầu kiểm soát lũ lụt. Tính đến chiều qua, Bắc Kinh đã tạm đóng cửa 191 công viên và địa điểm du lịch. Du khách có thể hủy vé và được hoàn tiền trực tuyến. Tổng số 206 tuyến đường ở các khu vực vùng núi đã bị đóng và 192 tuyến xe buýt ngừng hoạt động để đề phòng. Dự báo mưa lớn trong những ngày sắp tới tại hơn 10 tỉnh thành miền Bắc Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Liêu Ninh ghi nhận trận mưa dữ dội nhất, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia. Hôm nay, cơ quan khí tượng Bắc Kinh phát cảnh báo màu vàng đối với mưa bão và dự báo mưa lớn trong 2 ngày tới. Từ chiều nay, người dân Bắc Kinh đã nhận được tin nhắn từ Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt thành phố khuyến cáo tránh ra ngoài và làm việc tại nhà nếu có thể. CCTV cho hay, chính quyền thủ đô Trung Quốc đã rút ra bài học từ trận mưa lớn vào tháng 7 năm 2012, khiến 77 người chết do các tai nạn do mưa gây ra, như điện giật, đồ vật rơi đổ, sập nhà, chết đuối và sạt lở đất. Kính thưa quý vị, mưa lớn ở một dải phía Tây Nam Trung Quốc trong tuần qua khiến ít nhất 17 người chết. Mưa lớn ở Tây Nam Trung Quốc trong tuần qua khiến 17 người chết và 10 người khác mất tích. Mưa lớn cũng gây ngập cao tới gần 1 mét trong một ngày tại khu vực ở phía Tây Nam Trung Quốc. Trang tin Tài Tân dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay. Mưa dông đã ảnh hưởng tới hơn 145.000 người ở Yan, một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Tứ Xuyên và buộc 17.000 người phải sơ tán. Nhân dân Nhật Báo thông tin cho biết, có 16 người chết khi mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất ở huyện miền núi Lư Sơn, cuốn trôi nhà cửa ở một ngôi làng gần đó. Người đứng đầu văn phòng công của huyện thông tin hôm qua, một trường hợp tử vong khác trong mưa lũ ở Trung Quốc xảy ra tại huyện Vũ Thành. Những diễn biến kể trên xảy ra trong bối cảnh khu vực phía Nam Trung Quốc đang đối mặt với trận lũ tồi tệ nhất trong một thế hệ. Kể từ tháng 6, lũ lụt mưa lớn bất thường đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người, buộc hàng triệu người phải sơ tán và gây ra thiệt hại kinh tế trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng ở Yan xảy ra trong bối cảnh hai đợt mưa dữ dội xảy ra trong 4 ngày qua ở khu vực này, theo Nhân dân Nhật Báo cho biết. Tối hôm thứ Sáu, lượng mưa lên tới 421mm được ghi nhận ở Lư Sơn, cao hơn khoảng 80% so với kỷ lục một ngày trước đó, theo Văn phòng Thời tiết tỉnh Tứ Xuyên. Hình ảnh hiện trường mưa lũ cho thấy lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dọn dẹp đất đá từ các con đường ở ngôi làng bị sạt lở. Các trận mưa ở Lư Sơn cũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, hệ thống phòng chống lũ lụt kết nối giao thông, hệ thống cấp điện, nước và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, theo lãnh đạo huyện. Lũ lụt mùa hè thường xảy ra ở huyện này và khiến hai người chết trong tháng 8 năm ngoái. Hôm qua, Tứ Xuyên đã nâng cảnh báo lũ lụt chính thức từ cấp 4 lên cấp 3, mức cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp. Dữ liệu được Bộ Tài nguyên Trung Quốc công bố vào tuần trước cho thấy, dù có những đợt lũ lụt nghiêm trọng bất thường xảy ra vào mùa hè năm nay, nhưng Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể các thảm họa địa chất trong 8 tháng đầu năm. Có khoảng hơn 3.000 sự cố này, trong đó có sạt lở đất đá, hố sụt, khe nứt và sụt lún xảy ra từ tháng 1 đến tháng 8, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Kính thưa quý vị khán giả, bão Hukut, cơn bão số 6 trong năm nay đổ bộ vào bờ biển thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào khoảng 6 giờ sáng ngày hôm nay. Với sức gió tối đa lên đến 136 km/h gần tâm bão, bão Hukut đã đổ bộ vào khu vực ven biển của huyện Kim Loan, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 6 giờ sáng. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Trung tâm Khí tượng tỉnh Quảng Đông cho biết. Thành phố Chu Hải bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp độ 1 cấp cao nhất đối với bão Hukut. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc phát cảnh báo màu cam cấp độ 2 đối với bão số 6. Dự kiến bão số 6 sẽ di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km và suy yếu dần. Cục Khí tượng và Địa chất Macau đã hạ cảnh báo bão từ mức cao nhất xuống cấp 3 khi bão số 6 đang rời thành phố và cửa khẩu Macau và khu vực công nghiệp Chu Hải. Macau mở cửa trở lại vào khoảng 10 giờ sáng ngày mai, theo CGTN. Trung tâm khí tượng Hồng Kông phát cảnh báo bão đêm nay đóng cửa tất cả các cảng đất liền nối Chu Hải vào Macau.
Trung tâm khí tượng khuyến cáo người dân tránh xa bờ biển và không tham gia các môn thể thao dưới nước, cảnh báo rằng một số khu vực trũng có thể bị ngập lụt. Từ tối nay đến 2 ngày tới, các khu vực bao gồm các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và Vân Nam cũng như khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sẽ hứng chịu những trận mưa như chút nước với một số khu vực có lượng mưa lên tới 280mm. Xác động vật nổi trắng các huyện Trung Quốc sau mưa lũ. Thưa quý vị, xác động vật thối rữa la liệt ở huyện Thăng Âm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc sau đợt mưa lũ nghiêm trọng dấy lên lo ngại xảy ra dịch bệnh. Hiệp hội chăn nuôi Trung Quốc kêu gọi các công ty ủng hộ lượng lớn chất khử trùng cho huyện Thăng Âm, tỉnh Hà Nam, miền Trung đất nước để xử lý lượng lớn xác thối gia súc chết vì nước lụt. Hiệp hội cũng thay mặt chính quyền địa phương kêu gọi ủng hộ thêm thuốc và vaccine thú y. Chúng tôi đang cần lượng rất lớn chất khử trùng, quản lý của một công ty sản xuất có trang trại chăn nuôi tại tỉnh Hà Nam nói, bày tỏ lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ xác động vật. Đợt mưa lũ nghìn năm có một ở tỉnh Hà Nam tuần trước khiến ít nhất 91 người thiệt mạng, làm chết hơn 1 triệu động vật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới 1.878 trang trại chăn nuôi. Theo Hiệp hội Chăn nuôi, lũ lụt đã làm chết 480.242 con vật tại huyện Thăng Âm. Để ngăn nguy cơ xảy ra dịch bệnh, chính quyền huyện đã phải tiêu hủy hơn 230.000 con gia súc. Hậu quả từ mưa lũ nghiêm trọng xảy ra khi Trung Quốc đang đương đầu với dịch tả lợn châu Phi, gây ảnh hưởng tới các đàn lợn nước này. Mưa lũ đã cho là nguyên nhân khiến dịch tả lợn châu Phi bùng phát vào năm ngoái. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc tuần trước cũng khuyến cáo chính quyền các địa phương về những biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh từ động vật sau mưa lũ, bao gồm tiêu hủy và khử trùng. Lũ lụt khủng khiếp ở Nhật Bản, hơn 160 người chết, mất tích. Quý vị thân mến, tính đến chiều tối hôm qua, ngày thứ 3 của trận lũ lịch sử tại miền Trung và Tây Nam Nhật Bản khiến hơn 90 người chết và 122 người mất tích. Số người chết vì mưa lũ dự kiến còn tăng. Cơ quan khí tượng Thủy văn Nhật Bản cho biết, trận mưa kéo dài 3 giờ đồng hồ ở tỉnh Kochi đạt mức 36,3cm, cao nhất kể từ năm 1976. Ngày hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết thiết lập một trung tâm cứu trợ khẩn cấp. Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết 54.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động, bao gồm cảnh sát, cứu hỏa, quân đội và cảnh sát biển Nhật Bản. 40 trực thăng cũng được huy động cứu người tại các hòn đảo chính của Kyushu và Shikoku. Phần lớn những người mất tích sống ở phía nam tỉnh Hiroshima. Theo Guardian, đã có 90 người thiệt mạng và 122 người mất tích. Bộ Đất đai Nhật Bản đã lên kế hoạch huy động 30 xe tải bơm suốt ngày đêm nhưng có thể phải mất khoảng 2 tuần mới hết ngập. Theo Kyodo News, có lúc lệnh sơ tán và khuyến cáo sơ tán đã được ban bố tới 4,92 triệu người tại 22 tỉnh ở miền Trung và Tây Nam Nhật Bản. Việc đánh giá thương vong rất khó khăn do mưa, lũ lụt và sạt lở đất xảy ra trên diện rộng. Các nhà chức trách cảnh báo sạt lở đất có thể vẫn diễn ra ngay sau cả khi mưa giảm. Ngập lụt lớn đã nhấn chìm toàn bộ những ngôi làng, đường phố, các cây cầu bị cuốn trôi. Một số nơi nước lũ dâng cao khiến đường xá không thể đi lại được. Các nhân viên cứu hộ phải dùng thuyền và trực thăng để đưa người dân tới nơi an toàn. Các chuyến tàu cao tốc đã phải tạm ngừng hoạt động tại hầu hết miền Tây Nhật Bản. Một số nhà máy lớn, trong đó có nhà máy sản xuất xe hơi của hãng Daihatsu và Mitsubishi phải ngừng hoạt động. Kyodo News đưa tin, hàng trăm người bị thương và hàng chục căn nhà bị phá hủy. Một vài người chết được tìm thấy trong đám lở đất ở Hiroshima và thêm nhiều thi thể được lôi ra từ trong các ngôi nhà đổ nát ở cố đô Kyoto. Các cư dân ở Hiroshima cho biết tình hình tồi tệ hơn cả trận lụt mùa hè năm 2014 làm 77 người thiệt mạng. Một cụ ông 71 tuổi cho biết trận mưa này khủng khiếp hơn trận mưa cách đây 4 năm. Tôi sợ lắm. Tại tỉnh Ahime, một phụ nữ được phát hiện chết trên tầng 2 của một ngôi nhà bị đất chôn vùi. Hai nữ sinh tiểu học và mẹ đã được đưa ra trong đống đất đở nhưng không sống sót. Mưa lớn ròng rã 20 tiếng, Bắc Kinh hứng hơn 1,4 tỷ mét khối nước. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn ở Bắc Kinh, Trung Quốc kéo dài từ 11 giờ sáng hôm qua tới 8 giờ sáng hôm nay, với lượng mưa lên tới 92,8mm ở khu vực đô thị của thành phố. Bắc Kinh đã vượt qua đợt mưa lớn nhất trong mùa lũ Trung Quốc năm nay nhờ cảnh giác cao độ và hành động bao quát, Tân Hoa Xã nhận định trong bản tin tối hôm nay. Sau trận mưa lớn nhất từ trước đến nay trong mùa hè này ở Bắc Kinh, không có trường hợp khẩn cấp lớn nào được ghi nhận bởi thành phố được đặt trong tình trạng báo động lũ lụt cao. Chính quyền Bắc Kinh nêu hôm nay. Trận mưa kéo dài từ 11 giờ sáng hôm qua đến 8 giờ sáng hôm nay với lượng mưa trung bình là 69,4mm ở Bắc Kinh. Riêng các khu vực đô thị của Trung Quốc có lượng mưa tới 92,8mm. Lượng mưa lớn nhất lên tới 156,7mm ở hồ chứa Sa Hà, huyện Sương Bình ở phía tây bắc Bắc Kinh, dữ liệu khí tượng chỉ ra.
ngoại trừ một số điểm tắc cống. Các cơ quan kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh không nhận được báo cáo nào liên quan tới các tình huống khẩn cấp khác. Cơ quan quản lý nước Bắc Kinh cho biết đợt ngập lụt nghiêm trọng này vượt quá 1,1 tỷ mét khối nước, nhưng mực nước của tất cả các hồ chứa trong thành phố vẫn dưới mức cảnh báo và tất cả các khu vực chứa nước của thành phố đều ở trong tình trạng ổn định. Cơ quan chức năng cho hay thành phố đã khơi thông 450.000 miệng cống và 7.887 km đường ống thoát nước mưa trước mưa lũ. Tập đoàn Thoát nước Bắc Kinh, đơn vị vận hành hệ thống thoát nước của thành phố, thông tin vào nửa đêm hôm qua rằng đã nhận được 14 báo cáo về tình trạng ngập úng ở những khu vực trũng thấp dưới các cầu vượt và các con đường chính trong thành phố. Tới 9 giờ sáng hôm nay, tất cả các điểm ngập úng đã được khơi thông và giao thông thông suốt trở lại. Tập đoàn đã tăng gấp đôi công suất bơm bằng cách nâng cấp 75 trạm bơm để xử lý nước lũ trong năm nay. Theo Jiang Jun, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Cứu hộ Khẩn cấp của tập đoàn tăng từ 60.000 mét khối mỗi giờ lên 170.000 nhờ thiết bị mới. Bắc Kinh đã cải thiện đáng kể khả năng đối phó với nước mưa và lũ lụt nhờ các dự án xây dựng cơ sở kiểm soát lũ lụt và thoát nước trong những năm gần đây, ông Jiang Jun nói. Mực nước sông Dương Tử vượt mức kỷ lục trong trận lũ kinh hoàng năm 1981. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm qua, mực nước trên sông Dương Tử được ghi nhận ở mức kỷ lục tại Trùng Khánh, vượt qua cả trận lũ kinh hoàng năm 1981 và năm 2020. Tân Hoa Xã dẫn dữ liệu của Cục ứng phó khẩn cấp Trùng Khánh cho hay, nước tại trạm Khu Tan trên sông Dương Tử đo được vào lúc 7 giờ ngày hôm qua ở mức 191,95m, cao hơn 0,44m so với trận lũ kinh hoàng, khiến 1,5 triệu người dân Trung Quốc mất nhà cửa vào tháng 7 năm 1981. Ít nhất 260.000 người dân Trùng Khánh đã được di dời đến những nơi an toàn. Hơn 8.800 km2 đất canh tác bị ngập lụt, thiệt hại trực tiếp đối với nền kinh tế khoảng 292 triệu đô la Mỹ. Vào ngày hôm qua, các nhà chức trách đã nâng ứng phó kiểm soát lũ lụt lên cấp cao nhất. Nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử, Trùng Khánh đã hứng chịu đỉnh lũ thứ 5 trong năm nay. Trong khi đó, tại tỉnh Hồ Bắc giáp danh với Trùng Khánh, các nhà chức trách cảnh báo rằng hồ chứa đập Tam Hiệp có thể hứng chịu đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2003. Bên cạnh đó, Bộ Quản lý Khẩn cấp MEM đã cử 500 chuyên gia cứu hộ đến Tứ Xuyên để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp tại địa phương. MEM cho biết chính phủ đã phân bổ 67,5 triệu đô la Mỹ cho các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc và Trùng Khánh để kiểm soát lũ lụt, cứu hộ khẩn cấp và tái thiết sau thiệt hại do mưa lũ ở Trung Quốc. Cơ quan phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã nâng phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt lên mức cao thứ hai, đồng thời cử hai lực lượng đặc nhiệm đến Trùng Khánh và Tứ Xuyên để hướng dẫn và hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác kiểm soát lũ lụt. Kính thưa quý vị, vùng ảnh hưởng lũ lụt Trung Quốc đã mở rộng ra rất nhiều tỉnh, thành phố, trong đó Cam Túc chịu thiệt hại lớn nhất. Lũ lụt và sạt lở đất gây ảnh hưởng nặng nề tới Cam Túc khiến tỉnh Tây Bắc Trung Quốc phải nâng cấp phản ứng khẩn cấp và điều trực thăng tham gia ứng phó. Ứng phó khẩn cấp cao để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai đã được kích hoạt từ đêm qua tại huyện Chu Khúc của tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc khi mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng và được dự báo sẽ tiếp tục trong những ngày tới, theo Tân Hoa Xã đưa tin. Có 6 đợt mưa lớn kể từ ngày 6 tháng 8 đến nay gây thiệt hại nặng nề cho huyện Chu Khúc thuộc Châu Tự Trị Dân Tộc Tạ Cam Nam, tỉnh Cam Túc, dẫn tới thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 695 triệu nhân dân tệ, khoảng 87,9 triệu đô la Mỹ. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ mưa lũ lớn liên tục, thị trấn Khao Na đã ghi nhận lượng mưa từ 180 đến 200mm, đường xá bị hư hại, điện và thông tin liên lạc bị cắt đứt, hơn 2.750 người phải sơ tán khẩn cấp. Từ ngày hôm qua, tỉnh Cam Túc đã nâng cấp cấp độ ứng phó khẩn cấp về cứu trợ thiên tai lên cấp độ 3, cấp độ cao thứ 3 trong hệ thống ứng phó khẩn 4 cấp. Chu Khúc là khu vực dễ bị sạt lở bùn đất. Huyện đã tăng cường xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thảm họa địa chất nhằm theo dõi 181 điểm có khả năng xảy ra thảm họa địa chất trong thập kỷ qua, theo Tân Hoa Xã đưa tin. Lũ lụt và sạt lở đất xảy ra tại thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc khiến 9 người chết và 4 người mất tích, theo giới chức địa phương thông tin ngày hôm nay. Thiên tai do mưa lớn gây ra đã ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 437.700 người trong thành phố và hơn 75.000 người phải di dời kể từ đầu tháng. Thiên tai cũng đã phá hủy nhà cửa và hoa màu, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông và các dịch vụ tiện ích, khiến chính quyền địa phương phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt ở mức cao nhất. Chính quyền tỉnh Cam Túc đã cử trực thăng và một số đội cứu hộ chuyên nghiệp đến các khu vực bị thiệt hại nặng nề, đồng thời cấp khoảng 19,4 triệu nhân dân tệ, tương đương 2,94 triệu đô la Mỹ để cứu trợ.
Trước đó, tình hình lũ lụt Trung Quốc trong tháng này chủ yếu tập trung vào tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây của đất nước, với nhiều đô thị trong đó có Thành Đô và Lạc Sơn bị ảnh hưởng nặng nề. Kính thưa quý vị khán giả, tỉnh Tứ Xuyên ở thượng nguồn sông Dương Tử hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn 73 năm, trong khi đập Tam Hiệp ở hạ nguồn chứng kiến đỉnh lũ thứ 5 trong năm. Sau khi trận lụt số 4 đi qua đập Tam Hiệp vào ngày hôm qua, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu cam cấp độ 2 cho sông Gia Lăng và phụ lưu của sông Phù Giang ở thượng nguồn sông Dương Tử, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày hôm nay. Tân Hoa Xã cho hay, đầu giờ chiều ngày hôm qua, trận lũ thứ 5 trong năm đã đổ về đập Tam Hiệp chỉ sau trận lũ số 4 đúng 4 ngày. Đỉnh lũ số 4 trên sông Dương Tử đoạn qua hồ chứa đập Tam Hiệp vào khoảng 8 giờ sáng 4 ngày trước đó. Lưu lượng nước chảy vào đạt 65.000 mét khối trên giây, cao hơn 3 trận lũ trước trong năm nay. Các nhà chức trách cho biết, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ lên đến 74.000 mét khối trên giây vào ngày hôm qua. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương ở Tứ Xuyên, tỉnh này đã chứng kiến một đợt mưa xối xả mới kể từ ngày giữa tháng. Trong khoảng thời gian này, văn phòng khí tượng địa phương ở Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo mưa màu cam 2 ngày liên tiếp lần đầu tiên trong năm nay. Trận mưa đã bao phủ 14% tỉnh Tứ Xuyên, khiến 45 con sông ở đây vượt quá mức cảnh báo. Trong số này, 25 con sông đã vượt quá mức an toàn mà hiện được đặt ở mức gấp đôi trong mùa lũ năm ngoái. Các nhà chức trách ước tính mực nước của huyện Kim Đường thuộc thành phố Thành Đô nằm ở thượng nguồn sông Đà Giang sẽ vượt mức an toàn 4,25m và lưu lượng nước chảy ra sẽ lên tới 8.700 mét khối trên giây, thiết lập mức kỷ lục mới trong 73 năm. Đánh giá từ các ghi chép lịch sử của trạm thủy văn sông Hoa Miao ở Kim Đường kể từ năm 1949, tốc độ dòng chảy cao nhất được ghi nhận là 8.100 mét khối trên giây vào năm 1981. Nếu nó đạt 8.400 mét khối trên giây vào thời điểm này, có nghĩa là đỉnh lũ sẽ thiết lập kỷ lục cao mọi thời đại, trang Sina đưa tin. Huyện Tư Trung của thành phố Nội Giang ở trung lưu sông Đà Giang đối mặt với đỉnh lũ lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua. Sông Đà Giang đã tràn qua đê địa phương và 3/4 thị trấn Gudegen bị ngập chìm trong biển nước. Để đối phó, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 3.400 người, hơn một nửa dân số địa phương. Hiện tại, con đường dẫn đến Gudegen đã bị ngập và thị trấn đã trở thành một ốc đảo. Dự đoán khi mực nước tiếp tục dâng cao, toàn bộ thị trấn có thể bị ngập chìm. Sông Dương Tử ở Trung Quốc đã chứng kiến đỉnh lũ thứ 5 trong năm nay ở thượng nguồn vào ngày hôm qua. CCTV dẫn thông báo của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, sông Dương Tử chứng kiến đỉnh lũ thứ 5 ở thượng nguồn sau khi lượng mưa lớn khiến mực nước trong các dòng chính dâng cao. Các nhà chức trách cho biết, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ lên đến 75.000 mét khối trên giây vào ngày mai, vượt mức 62.000 mét khối trên giây đo được 4 hôm trước đó. Các biện pháp đã được thực hiện để giảm bớt áp lực lũ lên đập Tam Hiệp, theo CCTV đưa tin. Dự kiến đến ngày mai, mực nước lũ tại trạm thủy văn Thống Than ở thành phố Trùng Khánh sẽ vượt mức đảm bảo 4-5m. Mưa lớn trong những ngày qua là nguyên nhân khiến đỉnh lũ số 5 xuất hiện trên sông Dương Tử. Ngày hôm qua, hai cơ quan chính phủ Trung Quốc cùng phát cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong thang 4, cảnh báo 4 cấp ở Tứ Xuyên. Theo tờ China Daily, cả Bộ Thủy lợi và Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đều phát cảnh báo đỏ về các trận lốc xoáy ở tỉnh Tứ Xuyên. Cảnh báo được đưa ra với dự báo mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Thiểm Tây và Cam Túc, cũng như khu tự trị Choang, Quảng Tây. Tỷ lệ và rủi ro của các thảm họa địa chất khác cũng sẽ cao ở các tỉnh này. Trong khi đó, tại các khu vực khác của Trung Quốc, các đợt nắng nóng với nhiệt độ cao tới 40 độ C dự kiến sẽ ập đến các tỉnh An Huy, Chiết Giang, Giang Tô và Phúc Kiến, cũng như khu tự trị Tân Cương.